Ngày hôm nay thì Phúc rất là vui khi mà được mời được tới đây ngồi trò chuyện với anh Thắng. Với bản thân em thì em quan niệm là tất cả những cái vai diễn mình tham gia thì nó đều có những cái khó riêng. Rồi. nhìn thấy cái áo này là quen rồi. Nhưng mà nhìn cái cánh tay này và cách tạo dáng này thì đúng rồi. Đây là một người đồng nghiệp của Phúc đang đóng chung phim Phúc. Đó chính là bạn diễn viên anh Đào. Chính xác, anh Đào. Đó là mùi gì nào? Ủa, em không tả được cái mùi này nó như thế nào ấy. Bạn sẽ làm gì khi mà có siêu năng lực tàng hình? Nếu mà em có siêu năng lực tàng hình như này, em nghĩ tốt nhất đừng để em có siêu năng lực này.